xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ nhận các bạn cách bón phân và tưới nước cho cây sen đá. Hãy cùng mình theo dõi video sau nha. Hiện nay thì trên thị trường mình thấy có rất là nhiều loại phân bón cho cây sen đá. Ví dụ bạn có thể dùng phân bò này, phân dơi, phân tan chậm hay là phân bón lá. Ở trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng phân tan chậm cho cây sen đá. Và phân tan chậm hiện tại là một loại phân bón mà được rất là nhiều người ưa chuộng, bởi vì nó vừa tiết kiệm được công sức nè, thời gian mình bón phân, cũng như là cái lượng phân nó sẽ phù hợp, mình dễ canh cho từng loại sen đá, không quá nhiều cũng không quá ít. Và mặt khác thì khi bạn bón phân tan chậm thì cái lượng phân này nó sẽ tan từ từ, khoảng từ 3 đến 12 tháng. Do đó là một năm bạn chỉ cần bón tầm 1 đến 2 lần thôi. Về cách bón phân tan chậm thì mình sẽ bón xa cái gốc ra. Mình sẽ bón ở rìa xung quanh cái chậu. Và tùy theo kích thước chậu thì mình sẽ bón cái lượng phân vừa phải, không quá nhiều nha. Bởi vì trong phân tan chậm nó có nhiều muối á, nếu bạn bón quá nhiều thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cây. Trung bình thì những cái chậu lớn mình sẽ bón khoảng 10 đến 15 viên, khoảng một muỗng nhỏ như vậy. Còn những cái chậu nhỏ hơn thì mình sẽ bón ít hơn. Và cái lượng phân này nó sẽ tan từ từ. Ở những cái chậu nhỏ hơn thì mình sẽ bón ít hơn, khoảng từ 3 đến 5 viên thôi. Và sau khi bón phân thì các bạn sẽ tưới nước để cái phần phân bón này nó sẽ tan từ từ. Ở đây để tưới nước cho cây sen đá thì các bạn có thể sử dụng những cái vòi xịt. Tuy nhiên là ở nhà thì mình chế tạo một cái dụng cụ tưới nước hết sức đơn giản. Các bạn chỉ cần dùng một cái chai nhựa hoặc không và thêm một cái ống hút. Sau đó bạn có dùng keo để cố định phần ống hút lại. Ở đây những cây nào mà lớn và gốc rễ nó đã bám chặt rồi thì các bạn có thể tưới ướt đẫm và tưới lên lá luôn. Còn những cây sen mới về hoặc là phần rễ nó còn ngắn chưa bám chặt thì các bạn sẽ tưới ở xung quanh và không để nước chín lên lá. Các bạn tưới ướt đẫm đến khi nào mà thấy nước chảy ra ở cái lỗ thoát nước là được rồi. Ngoài ra mình có thêm một cái cách nữa để tưới nước cho cây sen đá. Đó là mình sẽ đặt trực tiếp cái chậu sen đá vào một cái chậu hoặc cái thao hay là một cái lưu nước. Và để khoảng vài phút cho nước nó thấm vào cái phần đất bên trong. Mình sử dụng chậu nhỏ cho nên là mình sẽ đặt nó vào một cái thao nước nhỏ. Còn nếu các bạn có những cái chậu lớn thì có thể đặt trực tiếp vào những cái hồ nước hay là những cái thao nước to hơn. Đây, mình sẽ lấy nó ra. Tương tự thì mình sẽ đặt tiếp theo những cái em khác vào cái chậu nước này. Đó là hai cách tưới nước cho cây sen đá mà mình thường sử dụng. Ngoài ra thì các bạn cần lưu ý về số lần tưới nước cho cây sen đá. Ví dụ như các bạn trồng những cái loại cây, loại hoa khác thì thường là các bạn sẽ có thói quen là tưới nước 2 lần một ngày cho cây. Tuy nhiên về sen đá thì các bạn không cần tưới quá nhiều lần đâu. Thông thường thì một tuần thì các bạn chỉ cần tưới từ 1 đến 3 lần thôi. Ví dụ như ở nhà mình thì mình tưới khoảng một lần một tuần. Tuy nhiên các bạn cần lưu ý là không phải là mình sẽ rập khuôn mọi lúc mọi nơi đều phải tưới một lần một tuần hay là hai lần một tuần, mà các bạn cần dựa vào cái tình trạng đất hiện tại của cái sen đá nơi mà bạn trồng. Các bạn có thể chạm vào phần đất khi nào mà phần đất nó khô hoàn toàn thì các bạn hãy tưới nước. Và sau nhiều lần như vậy thì các bạn sẽ biết được là cái sen đá của mình là sẽ tưới nước bao nhiêu lần một tuần, chứ không nên là rập khuôn là một tuần hay là một tuần hai lần nhé. Ngoài ra thì các bạn cần nghiên cứu kỹ từng loại sen đá xem là loại nào sẽ ưa nước, loại nào sẽ không ưa nước, hay là loại nào ưa nắng, loại nào không ưa nắng.
để mình có một cái chế độ tưới nước cũng như là phơi nắng phù hợp cho từng loại sen đá nha. Ok, hãy cùng nhìn lại cái dàn sen đá của mình sau khi tưới nước nha. Ở một số video khác thì các bạn sẽ thấy nhiều người sẽ tưới trực tiếp lên lá, nhưng mà đó là đối với những cây sen đá đã kỳ cụ rồi, cái rễ nó đã bám chặt rồi. Còn những cái cây sen đá mới về thì các bạn nên chăm chút tỉ mỉ một xíu, mình sẽ hạn chế tưới trực tiếp lên lá. Còn nếu các bạn lỡ tưới lên lá thì mình sẽ đến nơi thoáng mát để nó bốc hơi nhanh hơn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Và nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách trồng như chăm sóc sen đá, các bạn có thể để lại bình luận ở phía dưới video này nha. Và đừng quên bấm like và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.